Này. Một người già, một người trung niên và một đứa bé rất là nhỏ luôn. Và thậm chí những cái chi phí mà sinh hoạt hàng ngày á cũng đều trông chờ vào sự ủng hộ của mọi người, giống như là chồng của chị á, lao động ở trên Sài Gòn gửi về thôi. Mà đồ đạc có để nè. Hai năm mấy rồi không ở đây nữa. Không. Dây leo nó chằng chịt trên. Dây leo thì đã bò vô đây thì biết hai năm mấy nè. Và nóc thì chỗ hết trơn nè. Chị sợ hả? Sợ em mới đi. Đi một mình. Ôi trời ơi. Đi một mình sợ. Trời ơi. Sao trong này cũng đồ nữa. Ôi tự nhiên nổi da gà. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ với anh Ngọc Đồng đang có mặt tại bức căn chòi của dì Ba. Một người người cô, người bà năm nay cũng 80 tuổi rồi. Nhưng mà dì Ba phải dọn cái chòi này sinh sống. Thì lúc nãy em cũng có chia sẻ là vì bị một người thanh niên á sàm sỡ nên dì Ba phải dọn qua đây sinh sống 2 năm rồi. Bây giờ thì cũng quay lại đây để mà buổi sáng này coi dì Ba sống như thế nào cùng với lại người con dâu của mình. Rồi sau đó vô cái ngôi nhà của dì Ba đó để mình có thể thăm cái ngôi nhà mục nát của dì Ba luôn. Con chào dì Ba. Dạ chào hai cậu. Dạ chào dì Ba ha. Chào hai cậu nè con. Chào đẹp. Dạ thôi được rồi, đang làm gì á? Đang sửa soạn lặt trải nè. Con dâu kìa. Ở chồng ở giữa em không. Vậy hả? Dạ con. Dạ được rồi, để con đi vòng vòng vô ha. Chị tên Hằng đúng không? Không có, nó tên gì không biết nữa. Nó vợ đẹp. Hằng, chị Hằng. Chị Hằng. Làm gì đó chị? Tắm nhỏ. Dạ, em chào chị. Tắm hả? Dạ. Tắm em chắc hả? À, chút xíu đi. Tí xíu đi, tại vì có hình ảnh một số em bé để cho chị mặc quần đồ vô hết đi. Ừ. Nên là nữ là cũng ấy. Sáng nay ăn gì chưa dì Ba? Chưa em ơi, hồi nãy có cái bà đó mua bánh cho miếng bánh dây lợn còn để đó. Dạ hả? Buổi sáng này mua rau cải gì hả dì Ba? Mua rau cải. Ừ. Mình luộc rồi ăn. Dạ. Luộc chấm nước mắm rồi ăn chứ không dám ăn. Cái chân của dì Ba yếu quá rồi yếu. Sao đi vô nhà được? Được, con dâu đi được, dâu nè. Nó dắt vô. Vậy hả? Thằng nó dắt đi được mà. Đi bên đó đó, đi bên đó. Đi vô xa không? Gần khít à. Con vợ đẹp ơi. Tí xíu đi dạ dì Ba. Chút xíu rồi bơi cho ai anh đi. Cũng xuống xuồng kìa. Xuống xuồng bơi đi hả? Xuồng bơi cũng được. Nó đi qua bên đó sợ nó đóng cửa. Dạ. Nó cất hết trần cái bờ kinh đó. Dạ. Rồi bây giờ là tí xíu nó đi xuồng vô. Dạ, đi xuồng vô. À. Cho nó bơi vô, nó bơi được. Dạ. Đi xuồng nào cũng được chứ, giờ xuồng đó con xuồng nào rồi cũng có được. Em bé hay sao bơi? Nó bỏ ở nhà, tôi giữ. À. Nó không khóc đâu cậu ơi. Có gì chứ nó không khóc đâu. Hôm nay là mua cải ăn với gì? Cải xanh đó. Dạ. Trời ơi, phải dựng cái chòi này sinh sống rồi. Bó cải này là có thể là hai mẹ con của ăn ngày ăn ngày. Ăn ngày hả? Ăn ngày luôn. Hết nhiêu tiền? Là nhiêu tiền? Bữa ngày đó mà 10 ngàn đó em. Bởi ông Bảy nuôi giùm á. Bởi ông Bảy có mua. Ăn cải với gì? Ăn cải với cá hôm qua khô đó. Nó khô đó còn nước đó. Chấm ăn. Vậy là cải này luộc? Cải luộc. Không ấy mình nêm nấu canh ăn. Nấu canh ăn cũng chan được. Cũng được. Nấu canh chan ăn cậu ơi. Ở đây con thấy là xe nó chạy thì đồng người dì Ba ngủ có được không? Ngủ không cũng không được mà điều ghét cũng quen. Biết rồi thấm thoát cũng quen. Chị ngồi cái này nè cậu, ngồi đây nè. Dạ. Lên ngồi đi em. Qua đây. Ngồi đi. Chị ngồi lên. Là sáng nay là có mua sữa gì cho bé chưa? Chưa đi chợ, nó vô đi chợ. Gì hả? Dạ. Đi chợ đó. Cho nó 500 nó đi chợ mua. Sữa mẹ đủ không? Được bé đủ bé ấy sữa mẹ đủ không? Ừ. Cũng được hả? Đỡ vậy hả? Bởi nó còn nhỏ nè. Chứ lớn chắc bú không đủ thôi. Mua cho nó bú để nó cự quá trời. Nãy giờ là bé thay tả cho bé. Nãy giờ tắm. Tắm hả? Ừ. Trời ơi. Nhìn tròn trịa mẫm mỉm ha. Xinh dễ thương. Cơ duyên ngày xưa là sao mà chị Hằng gặp với anh? Em làm. Chị làm hồ. Ừ, ảnh. À. Chung với ảnh là hai người ở chung luôn chứ đâu có cưới hỏi gì đâu. Đâu không có cưới hỏi gì rồi. À. Mình thương nhiều thương mình, bằng tình cảm thôi mình thương là mình thương mình không đi lại luật người ta mình không
đi năn nỉ, mất đi năn nỉ lại lục người ta, thôi mình cứ dâu á, mình lại. Thấy về đây rồi thấy tuổi không? Sống cảnh này thấy tuổi không? Hả? Không. Sao không? Không mà. Hả? Thấy mẹ chồng dị thương dữ không chị hả? Không. Thương sao nói em nghe với ơi. Ai cũng nghèo, ai cũng nghèo, mẹ cũng nghèo. Hả? Ai cũng nghèo, nghèo, thương nghèo, thương cảnh ai nghèo. Cũng nghèo hả? Ừ. À, em không biết là ngày xưa là đi sanh nở đó thì chị có được bao nhiêu tiền? Trộm em thôi, mình không có nghèo lại nữa. Là sao? Không có tiền á. Đi sanh nở hả? Dạ. Không có tiền rồi sao vô bệnh viện? Rồi ở lên mượn. Giờ ở lên sanh ở đâu 3 ngày rồi. Ở lên mượn tiền. Sanh ở đâu? Ở Nhị Thanh. Hả? Ở Nhị Thanh. Ở Nhị Thanh. Chị Thanh hả? Ở Nhị Thanh. À. Rồi lúc đó không có tiền thôi vậy bà? Không có tiền, không luôn, không có ngàn nào hết. Rồi vô bệnh, có bảo hiểm y tế gì không? Không, không luôn hả? Không. Rồi lúc đó vô bệnh viện không có tiền rồi xử lý sao? Ta yêu cầu viện phí gì sao? Viện phí người ta muốn hứa, ta muốn ngày gì đó, ngày mơi mốt gì đó. À, nóng tươi, ướt người ta đó. Ừ. Rồi lúc đó vậy, chỉ có hai vợ chồng chỉ có mình không? Để ăn uống làm sao? Đồng ý mua, đem hiếu. Rồi tiền đâu mua? Thì em mượn ai đó, em mượn em nói cho em ăn nữa. Mượn hết nhiêu? Dạ. Còn em mượn em cũng không biết nữa. Mấy người trong đó cũng cho. Mấy người nó cũng cho ăn nữa chứ dễ gì. Cho ăn hả? Ừ, tại vì trong đó ta cũng thương. À, rồi cuối cùng bây giờ là còn mượn tiền, còn nợ không? Còn em mượn đâu cũng khó mấy tiền vậy. Còn nợ đi mà. Mượn tiền đi sanh hả? Còn nợ đi mà. Chị ở bệnh viện mấy ngày? Em nói đâu nữa, 20 ngày, nữa tháng 20 ngày nữa. Ăn lại nó bị bệnh nữa nè. Em ở lại nữa. Em 3 ngày em ra. Ừ, hồi nó bị bệnh nhà da, rồi bị hấp điện nữa. Hấp điện nữa? Ừ. Rồi đâu nửa tháng rồi nữa. Ừ. Rồi bây giờ cái môi trường như thế này nè, vừa ồn nè, rồi vừa bụi nè, nắng gió mưa nữa. Thì sống ở đây rồi bé rồi sao? Sức khỏe ổn định không? Ừ, bình thường là không có sao. Nó đỡ, cũng nổi nhưng mà cũng mạnh hết sức cả cậu. Đem ra đây đưa dục dục kia cũng mạnh, cũng giỏi đó. Mấy đứa bé khác là nghe tiếng ồn là ngủ được. Mấy đứa này là bệnh rồi, mấy đứa khác là bệnh dữ lắm rồi đó, cậu ơi. Nhờ thằng này nó cũng nhờ trời. Trời thương ha. Ờ, trời thương cậu à. Nhờ trời thương. Cứ nằm hết nằm võng thì vô trong. Ờ, hết nằm võng vô trong. Ông hầm quá anh mới ra đây. Ở trong hầm quá mới ra đây nè, đưa nè. Không bị dừng bích quá đó cậu. Cái cây cột này có khi nào nó gãy không? Thấy ghê quá vậy. Có gãy thôi nè, gãy còn có chắc nè cậu. Gãy còn nói nè. Nó sẽ nó nghiêng kìa, anh đồng thấy không? Cái cây đó là cái cây văn vọng. Cây văn vọng. Ờ, cái cây văn vọng đó đó. Hôm nay cái trụ nó hình như là đứt cái trụ luôn rồi đó, thấy không? Ừ. Đứt cái gốc á. Ừ. Hai năm mấy rồi nên là nữ đứt cái gốc mới niền lại cái dây chi giải. Xin được cây chạm bến rồi. Ôi trời ơi. Ừ, em bé mà ngủ trên này mà đứt vọng là nguy hiểm lắm nha. Ừ. Chị với em bé nằm là nó coi chừng có ngày là đứt luôn á. Ừ. Gãy cái cây á anh Đồng. Đúng rồi. Mình phải lường trước cây mấy chuyện đó. Mình nằm thì nó không sao đi, mà có em bé nữa. Ừ, có em bé nữa, nó té dặn em bé. Nghèo phải chịu coi. Cũng nhờ trời mà không lẽ trời hại đứt cây cho té chết sao? Nhờ trời không à. Cái đó là do mình phải cho nó an toàn trước cái đã. Ừ. Ừ. Để còn cái chuyện trời thương thì trời cho mình cái được cái sức khỏe. Kỳ này bắt nó lột cái chàm bến gà bò quẩy cho. Sáng nay chị nấu cơm chưa? Em nấu rồi. Đồ ăn. Đồ ăn hả? Uống mấy cá hôm qua đó. Sáng nấu qua nhỏ đâu hôm qua đâu. Có mấy cá hôm qua nấu canh ăn là nấu ăn sáng chiều luôn. Ừ, ăn cái này nè. Mẹ nó mua này, nó mới mua gì nè. Cải chanh tàu đó. Cải xanh, cải đắng. Cải này ăn nồng nồng. Dạ. Nấu canh ăn nó ngon hơn cái ngọt. À. Cái ngọt ăn nấu canh nó ngon. Chị có thể hướng dẫn tụi em đi vô nhà trong kia được không? Được. Bơi xuồng á. Chú xuồng bơi con xuồng hết nè. Ờ xuồng nhóc hết trơn kìa, có xuồng bà bảy hết trơn. Mừng có ai? Có bà bảy bển. Mừng được không? Được. Chị bơi được không chị Hằng? Được. Rồi gửi mẹ đây hả? Ừ, cho mẹ. À. Để em bé lên đây. Mà chắc mình đi vô trong đó coi ngôi nhà thử sao ha. Tí gói để em bé lên đây cho mẹ. Lấy gối đi, bỏ nặng xuống đại đi. Trời, trời ơi, con cưng. Cưng. Con nghèo con khổ thì gán chịu đi. Ai biết đầu thai đây chi? Rồi, nói vậy với tuổi á. Ai biết đầu thai đây chi à? Đầu thai đây chi? Bà nội nghèo quá mà đầu thai lên chi à? Hả? Tại thương bà nội thôi mà. Đầu thai chi? Hả? Đầu thai chi à? Hả? Đầu thai chi cho lăn lóc á?
Hồi đó là chị Hằng giờ có sống ở trong nhà trỏng không hay là chị ở đây thôi? Em ở đây với mẹ em không có nhà trỏng lâu rồi. Lâu rồi hả? Ừ, nó về đây, mới về đây. Em nói vậy à, tôi ở nhà trỏng không? À, mẹ em ở nhà trỏng không à? À, đi vô. Mình đi đường nào xuống xuồng, đi đường đó được không? Đi bằng cái xuồng của máy hả chị Hằng? Ừ. Đi máy đi, anh chạy cho. Anh chạy cho em. Không? Thôi vậy anh ơi, em... Trời ơi. Từ từ. Nguy hiểm quá, nước vô rồi. Dân miền Tây mà đi xuồng còn không xong nữa. Ba người đi được không chị Hằng? Không, em không muốn gớt nước luôn nha. Em cầm máy đi, anh chạy máy cho. Cầm đàng hoàng nha. Chạy không? Biết. Chị ngồi giữa đi, anh chạy cho. Chị vô giữa ngồi đi chị Hằng. Chìm xuồng á. Trời ơi. Có được những cái nước phim thôi cũng không đơn giản tí nào anh Mộc Đồng. Trời ơi, sao không chị Hằng? Đây đưa cái dầm đó. Tới kìa, bơi thôi anh Đồng ơi, giật mất công lắm. Bơi cái chị bơi xa lắm á. Đó. Tới rồi kìa. Đây là cái trại của cô dì ba nè. Đó, toàn là những cái tấm bạc chắp vá rất là tạm bợ luôn. Nhưng mà trong cái tấm bạc này tới ba người sinh sống này. Một người già, một người trung niên và một đứa bé rất là nhỏ luôn. Và thậm chí những cái chi phí mà sinh hoạt hàng ngày á cũng đều trông chờ vào sự ủng hộ của mọi người, cũng như là chồng của chị á, lao động ở trên Sài Gòn gửi về thôi. Thật ra nãy giờ là em thở nhẹ thôi, không dám thở mạnh luôn á. Em sợ lắm, chiếc xuồng nó lắc lư lắm anh Đồng ơi. Nó chìm một cái là hôm trước em gặp chìm xuồng hết lần rồi đó. Được mà. À. Còn giàu không? Ừ. Còn xong không? Anh giật xong là tới rồi đó. Trời hay trời. Hay ha. Ê, từ từ anh Đồng. Từ từ. Em sợ quá. Tới chưa chị, ảnh nha chị. Đó nhà đó. Ở cái cảnh sông nước vậy á. Lái được luôn trời, leo cây cũng được mà lái xuồng cũng được, hay á. Ở đây là một cái con kinh gạch nhỏ. Để vô được nhà thì cũng phải băng qua, đi bằng chiếc xuồng như thế này nè cô bác của anh chị. Và anh Mộc Đồng cũng hay ghê, lái cũng tuyệt vời ha. Đây là con kinh này mới múc cũng khá là sâu á. Chiếc xuồng này mà thêm một người nữa bảo đảm là chìm luôn á. Tại vì bây giờ nước gần như là gần tới cái màn xuồng luôn nè. Trước mũi kìa, quay trước mũi kìa. À nè, trời ơi trời. Kinh khủng không cô bác anh chị. Chạy mạnh mà coi sống một cái chiếc xuồng khác lại vô nước liền luôn á. Chạy mạnh là vô nước đúng không? Nhà nào chị? Nhà tường đó đó hả? À hồi đây ở đây rất là vắng ha. Vắng quá ha. Hả? Nhà cháu quả đó. Đây hả chị? Ở sao nhìn có nhà khá âm u luôn á. Ở đó mà sợ nữa sao, thấy anh chạy máy sao? Dạ được anh, nhưng mà hiện nay đang lo lắng trong lòng. Ôi trời, ôi trời. Lên lên. Chưa chị ơi, chị từ từ chị ơi. Rồi lên chị Hằng ơi. Trời ơi ngôi nhà này, nên là nữ là mình thấy ngôi nhà này nó vắng lắm á. Nên là nữ là nó là một trong những cái điều kiện tốt thuận lợi để cho những cái kẻ xấu á nằm ở trong cái khu. Không có đường xá gì trơn nha. Và cái căn nhà em coi kìa, một cái trơn nè, vô nguy hiểm không? Tường nứt cái trơn rồi. Và cửa nẻo gì cũng đâu có. Một rẽ cái trơn nè. Trời ơi, đồ đạc. Ôi trời ơi. Đồ đâu mà nhiều dưới chị? Đồ của mẹ em á, cho quá. Cái này đúng ngôi nhà hoang luôn á.
Trời ơi. Thật ra thì mình vô đây mà ba người mình còn thấy lạnh lạnh luôn á mọi người, cô bác anh chị. Mình thường nổi da gà luôn hả? Đúng rồi, nổi da gà này cả nhà. Khi mà bước vô cái một cái căn nhà. Bước vô một cái căn nhà mà đã sao mà thấy nó không còn ở âm u vậy đâu. Đúng rồi. À không ai ở mà. Mà đồ đạc có để nè. Hai năm mấy rồi không ở đây nữa. Không. Dây leo nó chằng chịt trơn. Dây leo thì đã bò vô đây thì biết hai năm mấy nè. Và nóc thì chỗ hết trơn nè. Trời. Đi có đi, khi nào đi ban ngày không ạ? Rớt mấy miếng đó xuống hả? Em cũng ở đây luôn. Đi ban ngày mà còn thấy hai năm mấy không chịu. Xích vô thì chị. Xích vô. Đi ban ngày mà còn thấy lạnh lạnh nha. Là từ trước giờ là chị chưa từng đi ra đây luôn nha. Ờ em ơi mẹ em. Chị sợ hả? Em sợ em muốn đi. Đi một mình. Ôi trời ơi. Đi một mình sợ nè. Trời ơi. Sao trong này cũng độ nữa. Ôi tự nhiên nổi da gà. Cái gì vậy? Ôi nhìn những cái đống đồ nó lũ khủ và đổ nát như thế này mình thấy sao sao đó. Thật ra là anh em mình không có làm gì chuyện gì về tâm linh á, nhưng mà tự nhiên trời những cái miếng bạc nè cô bác anh chị, cái này là không có ở được. Có khi nào mình vô trong đó nữa có người không ta? Đi trước đi chị Hằng. Chị bước đi vô trước đi. Coi chừng nghe dòm lú lú cái đầu ra nghe. Chị có gì không? Không, không có ai đâu. Tụi em là thỏ, giữ là thỏ đế luôn á, chứ không phải là thỏ bình thường. Cái nhà vệ sinh á hả? À, nhà vệ sinh cũng một nơi. Vô đây thì mới hiểu thêm cái cuộc sống của ở trên nè, cả nhà. Đây 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 nè. Cái này mà nó rớt xô gió mạnh mà nó rớt xuống một cái ha. Thôi đi ra đây. Đi ra đây. Nó cũng đã rớt ở đây nè, một đống nè. Một đống luôn. Này nó rớt là bình thường kìa. Coi cái đố kìa trời ơi. Cái đồng tai kìa. Cái này đâu phải. Ô, ơ. Gì vậy? Kiến hả? Mũi. Trời ơi. Cái này có nghe câu một câu nói là đừng có đứng chằng cái một cánh cửa nè, nó một tường nó đang bị xé ra nè. Một cơn gió nhẹ lướt qua cũng là mình đúng xe lạnh luôn á. Chị đang đứng ngay cánh cửa. Ủa sao mà cô lại dám ở chỗ này trời? Hả? Nói bà sợ đâu mà ở. À. Đi. Và đồ này á là số lượng nhiều như thế này thì đó là đồ cũ của người ta cho cô hay sao? Tại sao cô không lấy theo luôn hả? Đồ mẹ em hết, ngàn bộ. Có ngàn bộ hả? Ừ. Nhưng mà vì sao là cho cô lại gom đồ nhiều một cách? Em hồi trước đây là cô ngủ đâu? Mẹ em ngủ đây nè. Ôi trời. Thì chị nói người ta cho đó. Ừ, ai cho đó thì bà lấy. Thì vừa qua cô nói là khi mà chị này sanh em bé nè, không có dùng tã, dùng những cái đồ cũ này nè. Ừ. Thay thế tã chứ cũng không có tiền để mà mua tã. Thật ra ha. Chị sanh em bé vô cái ngôi nhà này á, nó cũng lạnh lắm. Đúng rồi. Anh nhìn cái bức tường à, nó không có đà, có móng gì nó xé cả, anh thấy không? Ừ. Trời ơi trời. Đó, cô bác anh chị thấy ngôi nhà mà nó cất ha. Ừ. Mà không kiên cố một cái, mình thấy ở ngoài nó đẹp vậy á. Tô đồ thấy bắt lam chỉ đồ thấy đẹp không? Xé ra đó. Nhưng mà nó không có đà, không có sắc gì một cái ha. Nó xé ra 3, 4 năm sau nó xé ra một cái ha. Không có cái gì luôn á. Thì cái căn nhà này cô chỉ là không có ở 2 năm nay thôi. Mà nó đã như vậy à. Những cái điều kiện nó rất là thuận lợi cho những cái kẻ xấu dở trò sầm sỡ với cô là không có đường đi nè, ập vắng nè, và môi trường âm u không có cửa nẻo, nên là nữ cô sợ cô dọn ra đó là một điều hợp lý ha. Đúng rồi. Đây mình ra ngoài mình nói chuyện đi. Ở ngoài trước này cô có một cái ngôi miếu nè. Đúng không? Trước đây sao mà có ngôi miếu này nè? Em mới cập nhà luôn. Vậy chị có hỏi cô không? Dạ không. Ở cái đường lộ kế bên đó cô bác anh chị. Đường lộ này thì cái đường nãy mình đi đó. Ừ. Nó bỏ đường này nè mà ở nhà đó, không có nhà. Ở đây cô có cắt một cái ngôi miếu. Nhưng mà ngôi miếu này mình nghĩ là chắc cũng thời gian lâu lắm rồi cô không đến đây để mà thắp hương. Đúng rồi. Miếu này là cô thờ cái gì? Khi mà cô xây ngôi nhà này chắc cô xây ngôi miếu này luôn á. Ở trong thì mình thấy nhưng mà mình không biết đăng thầy cái gì, có mấy chữ tạo gì nè. Ở bên đó là cũng ngôi gì thì hãy để cái comment
lại cho mình hiểu thêm nha. Bên đó là ngôi nhà bỏ hoang đúng không nha? Nhà uống đá quả là thành phố mà. Thành phố mà. Cũng bỏ hoang. Đây nè cả nhà, thì ra bên phía bên ngoài nè, những cái dây leo nè, vô những cái dách. Cái này không phải là ngôi nhà nữa, mà nơi này nó hoang vắng lắm rồi. Anh một đồng thấy lạnh lạnh không? Thật ra thì trước kia mình cũng chuyên đi những cái căn nhà quan tâm linh đó. À, mình làm về những cái căn nhà quan, nhưng mà hôm nay thì mình vô cái căn nhà quan này, cái cảm giác mình á, mình không nói thật nha cả nhà, nhưng mà cái cảm giác nó se lạnh mà nó ngồn ngộn nổi da gà luôn đúng không? Đúng rồi, vừa mới bước vô cánh cửa là mình có cái cảm giác là mình nổi da gà rồi. À, trước giờ mình đi 12 giờ đêm luôn, có một mình nè, mình cũng khám phá những cái căn nhà quan bình thường lắm, mà cái căn nhà quan này nó cái căn nhà ở nhưng mà đã bỏ 2 năm nay rồi. Trời. Bởi vì anh Đồng nhìn kìa, cái miếng mũ á mà nó gớt xuống mà quấn chặt lại chứ không có dẹt nè. Mình nhìn thấy cái cảm giác gì nó lạ lạ không? Đúng rồi. Thôi đi đi. Cái phía trước á thì nó có 2-3 cái cây cầm nữa nè. Ở đây cũng anh em của mình á là đến đây chỉ muốn biết về ngôi nhà của dì Ba thôi, chứ không đến đây một cái xúc phạm hay mạo phạm gì hết. Và rất mong á, mình anh em của tụi mình rất là tin về tâm linh. Tin về tâm linh chứ không phải là mê tín gì đoan nha cô bác anh chị. Và cũng có gì á thì mong rằng á, những người ở đây có thể bỏ qua cho các anh em ha. Không có một ý đồ, chỉ ghé thăm ngôi nhà của bà Ba để có một cái phương hướng giúp đỡ thôi. Trời ơi, cái nhà nè. Cột cái cây này là sao ta? Ủa? Cột cái cây đó vô cái cửa sổ là sao? Một cái nhà tường mà phải cột cái cây vậy. Hình như là bà Ba, dì Ba này có cái việc gì đó nó liên quan tâm linh hay sao? Anh thấy cái cây này trước không? Ở trước nữa nè, là cũng cột. Là sao ta? Để nó phải có một cái ý nghĩa gì mới cột đúng không? Chị Hằng, sao chị bỏ đi? Ở đây đi, chị lại kìa. Sao mà chị bỏ đi hoài vậy? Chị sợ hả? Hả? Em sợ ba. Em sợ ba. Chị sớm có đổ cột không? Có. Có hả? Những người phụ nữ mà sao xanh nó cảm nhận về tốt lắm. Chị đứng đó đi, để em kể vô lại đây. À, ở trên đây là một cái giường. Thì cô cuột một cái cây cặp đó, tức là cô sẽ văng cái võng qua cái cây này. Đúng không? Cuột cái dây võng. Không phải, không ai cuột võng kiểu đó. Cuộc cái đây nè, văn xếp lên đây nè, để cô nằm võng ở trên cái giường luôn nè. Ủa sao nhà mà cô lại văn dây khá là lạ anh Đồng? Có nghĩa là cô văn một cái những cái dây này nè, nó ngang cắt ngang ngôi nhà luôn nè, thấy không? Văn cắt ngang để mà máng đồ nè, máng đồ quần áo nè. Khó hiểu quá. Đúng rồi. Còn đồ đạc này thì mình chỉ có dấu hiệu là có người đến đây nè. Tìm đồ cũ á? Tìm đồ cũ nữa. Nên mới bưng sớ lên. Chứ nếu mà cô, một khi mà cô đã đi, dọn đi thì đồ cũ nó cũng phải ngăn nắp. Nhưng mà cô ra ngoài kia sống là hợp lý á. Đúng rồi. Mình thấy rất là bề bộn luôn. Thậm chí rất là nhiều mình sợ những cái côn trùng đồ ở đây á. Những cái dây leo nè, nó như thế này nè. Cây này mà nó rớt xuống một cái anh em mình nữa ha. Nè, em thấy không nè, đây nè, có cái cây nè, cô cuột dây nè để cô văng ngang nè, đúng không? Tại sao cô không cuột vô cửa sổ? Cuộc vô cửa sổ nó sẽ giật văng cái cửa sổ nè, đã văng cái cửa sổ ra nè, thấy không? Thấy không? Cho nên cái cây á, hai cái đầu nó sẽ bợ hai cái vách tường lại. Thôi đi ra đi. Đi. Thì mình cũng đã tìm hiểu ở trong cái căn nhà này à. Sao thì chị Hằng? Thì mà không biết á, thì mọi người sẽ để lại cái comment cho mình. Sao chị cười? Sao ma lắm. Dạ. Chị hồi đó giờ không dám vô đây luôn hả? Không. Sao vậy? Mình nói là nó vô. Hả? Đầu anh đi làm em không dám ở đây mình ăn. Vậy hồi đó giờ là chồng của chị có dẫn chị ra đây lần nào chưa? Không. Chưa luôn? Ừ, em không có đi. Giờ bữa nay là lần đầu tiên luôn? Ừ. Thôi đi về đi, cho chị. Về đi. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ là anh em mình á sẽ trở về lại cái trại của bà Ba để chia sẻ thứ phim này, cô bác anh chị sẽ hiểu rõ tường tận về một cái ngôi nhà. Nhà một nát của bà Ba là như thế nào ha? Nhà tường á, cũng chỉ một nát. Đúng rồi. Thôi bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ ốp máy qua mình đó để chào hỏi bà Ba rồi sẽ hỏi thêm về cái câu chuyện ngôi nhà này. Dạ.
đúng rồi. Nói chung là cái cảm giác á, đi vô xong á thì mình thấy bà ba ra đây á, quyết định ở ngoài cái chòi này á, mặc dù nó không có đầy đủ cái nơi che mưa che nắng giống như ngoài kia, nhưng mà về xét về độ an toàn á thì nó an toàn ha. Vậy ba sao mà vậy, ba ở trong đó được hay vậy? Vậy sao bây giờ mình thì hoàn cảnh thì phải ở chứ sao? Chị lên đây ngồi đi. Có thằng cháu nó ở cái bên giờ đi làm nữa, hai chồng nó đi hết bỏ nhà đó. Ừ. Rồi vậy ba ở đó là tổng cộng bao nhiêu năm? Ở đó là mười mấy 20 năm rồi. Nhưng mà con thấy sao mà treo cây đồ dây đồ lũ khủ quá vậy? Trời ơi. Tôi treo đằng tôi dắt đồ đó. Vậy hả? Mà con thấy ai vô lục đồ hay sao á? Lục banh ra kiếm cái gì chẳng không biết. Có người vô lục đồ đúng không? Có người vô lục đồ. Thấy lũ khủ hết à? Có gì dồn vô bao hết, giờ nó chút ra nó lựa cái này cái kia đó. Lựa cái gì đó không biết nữa. Vậy đó. Rồi đồ đó là của người ta cho dì ba hay sao? Ta cho về để đó đặng cho mấy đứa nó bận đi mần đồ. Đi đường ngang đây thì thấy dì ba vậy ghé cho hay sao? Người đem cho lết bộ, người cho ít bộ vậy đó, rồi đi dồn gì trống chứ để ngoài này chặt cứng rồi sao để được. Rồi để trong đó đâu ai mà nó một hớp để, con thấy nó, con nói thiệt dì ba để con thấy nó âm mưu quá à. Rồi dì ba tính gì trống sạn đốt bớt đi. Đốt bớt không đi. Không để đâu, để đem chắc cái miếng đất của thằng đó còn đó, đốt đó. Bên hông hè nhà dì ba đang thờ cái miếu đó là miếu gì? Cái ông thần ganh. Thằng đất. Dì ba thờ á, dì ba thờ ông thần ganh. Ông thần đất. Mà ông cũng linh lắm nha, ông cũng phù hộ chứ lắm. Hồi đó giờ dì ba sống ở cục đất đó bình thường đúng không? Nhưng không mà có gì, bình thường, không gì, có bệnh quản gì đến nỗi á. Vì ngôi nhà nó xuống cấp quá nên là nữ phải dọn cái chòi này sinh sống. Vì có che miếng cao su đó, yeah. Mà nó banh nữa rồi, banh trên ngồi. Ở trên nóc thì nó đã dột nát hết rồi. Nó nát hết rồi, gãy hết rồi. Mà ngày xưa là vận chuyển vật tư sao hay dữ vậy? Hả? Vận chuyển vật tư sao xây được hay vậy? Đi ngoài sông vô, có đường có vô. Đường sông vô. Dạ. Đường sông vô. Rồi hồi đó nó đi mặn đó, rồi mấy đứa nó hùng lại nó mặn cho gì vậy đó. Rồi nó lợp ba cái tên vít lô không à. Rồi giờ dột hết trơn rồi. Chị Hằng nói là chị sợ luôn á. Vô đó là chị sợ chứ không dám vô luôn á. Nó không dám ở cái ống đó. Mà còn... nói lần đầu tiên là chị mới vô đó hay gì đó. Nó vô, bữa hổm có vô. Có không? Có, bữa hổm có vô. Bữa hổm thằng cháu nó kêu về ngủ nhà giùm nó với đốt nhang, nó có vô cái nhà kế bên đó. Vô nhà kế bên thôi ha. Vô nhà kế bên chứ không qua đó. Vô đó thì cảm thấy sợ rồi cho nên đâu dám vô nhà đó. Vì cấp đó có chồng nó về đó nó vô. Hồi nãy mà không có hai đứa con thì nếu mà chỉ chắc bỏ chạy rồi. Nhóm muốn chạy không à. Mà gì ở nữa, gì không có sợ. Bây giờ tôi hỏi lại dì ba một lần nữa, dì ba có ước muốn gì không? Có muốn sửa ngôi nhà đó không hay như thế nào? Cũng muốn sửa lại. Mà còn không muốn sửa lại thì các cậu xin tiền cho tôi sang cái nhà thằng kế bên đó. Nó kêu nếu mà bác á, thì bác sang cái nhà con sang lại cho bác. Nhiều? Đất thì bác cho, nó sang 100 triệu mà tiền đâu sang. Nó không có tiền đâu sang chạy. Nhưng mà con thấy ở ngoài đó nó ấy quá à. Cái đường xá nào khó quá. Thì phải ở chơi đất mình không ở thì sao vậy? Bây giờ cứ để đi. Đất nhà, còn ở nhà bến thì nhà của cháu. Của cháu. Sao không cho ở ké đi? Hả? Sao không cho ở ké đi? Nó không cho ké. Tại sao cháu có, mà không cho? Nó rồi. Có vợ con đông lắm. Nhưng mà đi rồi cũng đóng cửa bỏ đó thì đi cũng nó vì, hơn. Vì ba ở thì ở mình đó thì cũng không dám nhan. Ở mình không. Nhưng mà hồi thằng này ở nhà nó có vô thắp nhang giùm đó. Còn tôi đi thì tôi không có thắp. Nó thờ đủ hết trơn mà thờ ông Tà, thờ ông Địa, rồi thờ ông Bằng ông Thiên rồi đó, hết trơn thờ hết trơn đó, thằng đó thờ đi. Nói chung bây giờ đối với cuộc sống của dì ba bây giờ các anh em của con cũng bế tắc về việc giúp đỡ cho dì ba. Nhà cũ sửa lại thì cũng khó. Mà cuộc sống của dì ba là ở trong đó là bây giờ nhà đó không sửa được, đập xuống luôn chứ sửa thì. Đập cái đó sạch cái luôn vậy sửa gì. Nhưng mà còn ở đây là đất của người khác. Đất người khác đất nữa. Người khác. Đó, cho nên trong đó thì sửa lại thì mình nên dì ba cũng không dám ở thì nó cũng khổ. Dám mình ở dì ba có muốn vô viện dưỡng lão ở không? Có chứ, vô viện dưỡng lão rồi con dâu của dì ba không có đâu, ở đây ở trong cái nhà đó chứ không có vô chồng giàu nghèo khổ gì cũng che lợi ở nha, chứ không có đi vô dưỡng lão đâu. Dì ba không đi từ dạo ấy tới giờ, người ta kêu dữ lắm, ở bên ngã bảy kìa, ở bên phải có cái nhà dưỡng lão nữa hay gì đó.
nhưng mà cũng ấy à. Không, dì ba không đi. Nói chung là hôm nay anh em của tụi con á là muốn tìm hiểu cái ngôi nhà của dì ba coi nó như thế nào để có phương hướng giúp đỡ, nhưng mà bây giờ là tụi con cũng không biết cách nào. Mong rằng là cô chú anh chị mà xem á thì để lại một cái bình luận nào để tìm một cái hướng mở cho các anh em. Dạ. Bây giờ các anh em thì cũng chỉ có hai cái đầu suy nghĩ thôi, cũng biết sao. Bây giờ thì mình đang là nói với dì ba là vô viện dưỡng lão, nhưng mà dì ba thì cũng còn hai đứa con. Hai đứa nhưng con mà không đi được. Thì nói chung ra nó không có dư. Không dư, không đủ ăn. Cũng có thể là sống được. Lo được cho dì ba cũng sống đắp đổi mỗi ngày được. Thì cho nên cái viện dưỡng lão thì dì ba là không có đi. Sợ người ta kêu ghê con nữa. Đúng rồi. Con còn đi làm ăn được. Còn ăn được. Nó không cho đi. Thì thôi, mong là một duyên lành nào đó sẽ cô chú anh chị sẽ bình đừng luận á, để lại một cái hướng mở cho các anh em để có hướng giúp đỡ tiếp theo. Còn bây giờ thì chắc có lẽ các anh em mình á cũng xin kết thúc video clip tại đây á. Rồi sáng nay là muốn quay về cái ngôi nhà của dì ba đã từng ở như thế nào cho cô bác anh chị hiểu thêm ha.